Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Fulham và câu lạc bộ Liverpool. Đây là trận đấu thuộc cúp Liên đoàn Anh và sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 25 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Liverpool sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Fulham với mức kèo là 0,75, mức kèo cũng có thể tăng 1 trái và hạ xuống còn 0,5, mức tài xỉu là 3 trái, 3,25 và 2,75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nhé. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần đối đầu gần nhất của Fulham và Liverpool, Fulham thắng 1, hòa 1 và thua 3 trước Liverpool. 5 trận thi đấu gần nhất của Fulham, Fulham thắng 2 và thua 3. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Liverpool thì Liverpool đang bất bại với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Liverpool chấp 0,75 nha. Vì sao? Mặc dù trận này Liverpool phải đi làm khách nhưng mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Fulham thì mình thấy là Liverpool đang được đánh giá là nhỉnh hơn Fulham về mọi mặt. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là Liverpool họ cũng còn đang vượt trội hơn nhiều so với Fulham nữa. Cái thành tích thi đấu trên sân khách của Liverpool thời gian vừa qua nó cũng đang khá là ổn định. Ở lượt trận này đến làm khách trước một Fulham cũng không quá mạnh, và thời gian vừa qua thì Fulham đang có phong độ không tốt nữa, thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Liverpool có được chiến thắng tiếp theo trước Fulham. Với việc phong độ đang ổn định, hiệu suất ghi bàn tốt và lực lượng đầy đủ ở trận này thì với mức kèo này mình dự đoán là chắc cũng không làm khó được Liverpool đâu. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Liverpool chấp nha. Chỉ cần Liverpool đã đúng thực lực và phong độ hiện tại, thắng cách biệt một bàn trước Fulham thôi thì chúng ta chọn Liverpool chấp 0,75, chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Mức tài xỉu là 3 trái, 3,25 và 2,75. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội, đặc biệt là trên sân nhà của Fulham, thì thường mình thấy nó cũng không có được nhiều bàn thắng được ghi. Với lại Fulham họ đá trên sân nhà thì họ cũng sẽ đá rất là khó chịu. Trận đấu này nhiều khả năng là Liverpool họ chỉ thắng được kèo trên mà thôi. Dự đoán sẽ là 1-0 hoặc dự lắm là 2-0, nghiêng về cho Liverpool. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 3 hoặc là 3,25 nhé. Nếu như lượt trận này các bạn thấy Liverpool chấp ít quá, các bạn nghi ngờ thì các bạn đá kèo xỉu không cũng được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ đều đang ổn định hơn so với đội chủ nhà Fulham thì Liverpool sẽ có một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Liverpool chấp nha và đã xỉu 1,25. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Liverpool và xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.